Chào các bạn đang lắng nghe chuyên mục Về Nghe Là Kể, chuyên mục podcast của Trường Đại học Văn Lang, được phát sóng trên fanpage và YouTube của Trường Đại học Văn Lang. Và mình là Thanh An, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong số Về Nghe Là Kể thứ hai này. Về Nghe Là Kể là nơi để đại gia đình Văn Lang gửi gắm những tâm sự, chia sẻ về đời sống, học đường hay đơn giản là những điều nhỏ bé trong cuộc sống và lưu lại những kỷ niệm trong hành trình đại học của mình. Sau 2 năm chung sống với đại dịch và gần 9 tháng học online, chúng mình đã dần học được cái cách thích nghi và làm quen với việc mỗi ngày lên lớp học online, trò chuyện cùng thầy cô, bạn bè qua chiếc màn hình, máy tính hay điện thoại. Mình luôn ao ước được quay trở lại trường cùng bạn bè, tám những câu chuyện về đời sống của sinh viên, mong muốn được gặp thầy cô để hòa cùng không khí sôi động của mỗi tiết học. Ngày chính thức quay trở lại trường học cũng đã đến, cảm xúc của mọi người đều khác nhau. Có bạn thì hào hứng đến không ngủ được, có bạn thì lần đầu được đến trường vừa bỡ ngỡ vừa phấn khích. Tất cả những cung bậc cảm xúc đã tạo nên một không khí náo nhiệt sôi động vào tuần đầu tiên Văn Lang chào đón sinh viên quay trở lại trường. Và trong số phát sóng lần này, hãy cùng Về Nghe Là Kể lắng nghe những câu chuyện back to school thú vị của các bạn sinh viên trong tuần học đầu tiên trở lại trường nhé. Và trong số phát sóng thứ hai này, cùng Về Nghe Là Kể, chúng ta sẽ được gặp hai khách mời đặc biệt đang là sinh viên khóa 27 của Trường Đại học Văn Lang, và cùng Thanh An chào đón hai bạn đến với Về Nghe Là Kể. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Kiệt, sinh viên khóa 27 ngành quan hệ công chúng. Và chào các bạn, mình tên là Phạm Văn Anh, hiện nay là đồng môn của Tuấn Kiệt, sinh viên khóa 27 ngành quan hệ công chúng. Một lần nữa thì anh xin được chào Tuấn Kiệt cũng như là Văn Anh. Và ngày hôm nay thì Văn Lang trở lại với những ngày đầu tiên chờ các bạn sinh viên quay trở lại trường học rất là náo nhiệt và sôi động. Vậy thì sau ngừng ấy thời gian học online, hôm nay quay trở lại học trực tiếp thì cảm xúc của bạn như thế nào? Trong cái tuần học offline này á, thì có lẽ là điều thú vị nhất đối với em á là đã được gặp những người bạn mà em đã trò chuyện qua mạng trong suốt một khoảng thời gian rất là dài luôn á. Và em cảm thấy cảm xúc của mình nó vô cùng khó tả. Nó vừa hồi hộp vì em không biết là mấy bạn có nhận ra mình không, mà vừa lo lắng là các bạn có cảm thấy sốc hay là cảm thấy thất vọng khi mà thấy được cái giao diện ở ngoài đời của mình so với ảnh trên mạng không á. Thì em nghĩ là các bạn khác cũng đều cảm thấy như vậy. Và với những sinh viên năm nhất như tụi em á, thì bọn em cảm thấy rất là vui và hào hứng mà khi được gặp lại các bạn luôn á. Và được gặp các thầy cô trực tiếp mà giờ đây chúng ta có thể gặp nhau mặt đối mặt mà cũng không cần phải dùng qua các phương tiện như là Microsoft Teams hay là Meet nữa. Mà em cũng cảm thấy rất là may mắn khi được gặp một cái nhóm bạn cực kỳ hợp ý với nhau trong cách làm việc lẫn vui chơi luôn. Và em nghĩ là em sẽ rất trân trọng cái quãng đường sắp tới trên con đường mà em là một học sinh, sinh viên của Trường Đại học Văn Lang á. Và em nghĩ là những người bạn khác cũng cảm thấy như vậy. Còn Văn Anh thì sao? Trong tuần đầu tiên thì em có những câu chuyện gì để kể với tất cả mọi người ngày hôm nay không? Thì trong tuần học đầu tiên á, khi bước vào trường, em rất là bất ngờ vì đã rất lâu rồi em mới có cảm giác được quay trở lại trường để đi học. Khi đến làm thủ tục nhập học nè, các anh chị rất là thân thiện, tận tâm. Các anh chị còn hướng dẫn em chỗ vị trí chụp hình và cả vị trí nộp hồ sơ. Song song đó, sau một tuần trải nghiệm học tập tại cơ sở 3, em cảm thấy môi trường học tập rất là thân thiện. Từ phòng ốc cho đến cơ sở vật chất khiến em cảm thấy rất là thoải mái. Thầy cô Văn Lang cũng rất là nhiệt tình, năng động, vui vẻ, tận tâm giải đáp tất cả mọi thắc mắc của sinh viên. Câu chuyện thú vị tiếp theo là ở tiết học trên lớp, giảng viên của mình đã đưa ra những cái bao lì xì nè, hoặc là những cái phần quà để dành tặng các bạn chủ động phát biểu, nêu lên ý kiến của mình về bài học trong lớp. Đó là kỷ niệm vui mà em cảm thấy có thể gọi là vui nhất luôn trong tuần đầu tiên đi học. Đúng rồi luôn á Văn Anh. Nhưng mà như mọi người nhớ nha, là tụi mình cũng rất là mong mà dịch bệnh cũng có thể trở lại ổn định. Mặc dù là mình học trực tiếp á, nhưng mà chúng ta rất cần đảm bảo các an toàn, đặc biệt là nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh nha. Và hơn thế nữa là mình rất là mong chờ Văn Lang sẽ quay lại những ngày tháng sôi động với những cái chuỗi ngày mà chúng ta đi dự sự kiện, mà cũng là cơ hội để sinh viên chúng ta có thể cháy hết mình, chơi hết mình mà không có uổng phí thanh xuân 4 năm đại học. Không biết là những bên cạnh những cái câu chuyện đáng nhớ trong tuần đầu tiên đi học của các bạn rồi, thì những cái gì khó khăn trong việc học offline mà các bạn gặp phải không? Mình cũng gặp khá là khó khăn trong tuần đầu đi học á. Nhưng mà với mình á, thì điều khó khăn nhất không phải là
việc học ở trên trường mà có hai cái tên gây cực kỳ khiến ám ảnh luôn, đó là lạc đường và quên mất cái chỗ giữ xe. Thiệt là hiện tại là mình chỉ nhớ cái đường mà từ nhà tới trường và ngược lại thôi á, còn đi xa hơn nữa thì chắc là không dám đi luôn, tại vì giá xăng cũng đang tăng cho nên là đi cũng hơi hao một xíu. Và bên cạnh đó thì hầm xe của trường mình thì nó gọi là rộng một cách bất ngờ, cho nên là có hôm mà trễ học á mà quên chụp lại hình thì coi như là lúc ra về thì khỏi kiếm xe luôn. Anh hiểu được những cái nỗi lo của tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì về nghe là kể cũng rất là vui khi được lắng nghe những suy nghĩ nè, những câu chuyện từ chính các bạn sinh viên khóa 27 và những ngày đầu tiên đi nhập học khi còn là tân sinh viên và bước vào nhà trường. Thanh An cũng đã có những cái cảm xúc đang xen như vậy, vừa hồi hộp vừa lo lắng, mọi thứ đều rất là lạ lẫm với chính bản thân mình. Và các bạn sinh viên khóa 27 cũng có rất là nhiều tâm tư hay là mong muốn nhắn đến đại gia đình của trường Đại học Văn Lang không? Gọi là mình rất thích cái cảm giác đi học trực tiếp luôn á, tại kiểu như là mình bị thèm học trực tiếp nữa nè. Mà thầy cô, bởi vì một phần lý do lớn đó là thầy cô ở Văn Lang cực kỳ dễ thương luôn á, mặc dù là với cái đặc thù ngành học phải gặp gỡ và giao tiếp với rất là nhiều người khác nhau, cho nên là mình cũng rất là mong chờ có thể gặp gỡ các bạn cũng như là các thầy cô trong một khoảng thời gian trực tiếp, đặc biệt là trực tiếp một cách lâu dài ha. Và mong rằng là các bạn sinh viên chúng mình có thể tuân thủ quy tắc phòng bệnh để cái việc học trực tiếp của mình không bị ảnh hưởng quá là nhiều nè. Chắc là Văn Anh cũng cảm thấy như vậy ha. Chúng mình là khóa sinh viên rất đặc biệt khi thời gian đầu nhập học là hoàn toàn là online á. Mình rất tiếc khi không thể tham dự được lễ khai giảng của khóa K27 trực tiếp, nên mình cảm thấy rất là mong chờ vào những sự kiện tiếp theo của khoa và cũng như là của trường. Và mình cũng mong rằng Văn Lang sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão của mình. Mình luôn nghe các anh chị khóa trên nói với nhau rằng Văn Lang là nhà. Và em nghĩ ngôi nhà này cũng là nơi mà chúng mình tạo nên những câu chuyện thanh xuân tuyệt vời. Chúc các bạn sinh viên khóa 27 sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời dưới mái nhà Văn Lang nha. Cảm ơn những chia sẻ của các bạn sinh viên khóa K27 của trường học Văn Lang. Hy vọng rằng về nghe là kể số 2 với chủ đề Back to School hôm nay sẽ mang đến cho các bạn sinh viên của trường học Văn Lang năng lượng tích cực nhất, mở đầu cho một học kỳ đầy niềm vui. Và Thanh An xin được gửi đến các bạn sinh viên và quý thầy cô của trường học Văn Lang lời chúc sức khỏe và thật là nhiều may mắn, năng lượng tích cực các anh chị và các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại số thứ 3 của Về nghe là kể.